Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2018 dương lịch nhá. Mai là ngày 31 và ngày kia là ngày mùng 1 Tết dương lịch rồi, đón năm mới 2019. Đây là hai nồi bánh chưng nhá. Đang luộc hai nồi bánh chưng. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại là đang ở khu vực Ba Vì này đang khoảng 10 độ hoặc là thấp hơn. Đấy, ngoài trời vẫn đang mưa. Đấy, nồi bánh chưng. Cho mọi người xem đây này. Nồi 150 lít này. Đấy, bở. Wow. Ui ui. Ý, khói nghi ngút chưa? Đấy. Đây là bánh chưng dài nhá. Ngon chưa? Đấy, bánh chưng dài nhá. Bánh chưng gói lấy, luộc lấy nhá. Nồi bánh chưng này đã luộc từ 5 giờ sáng và sẽ luộc đến khoảng 9-10 giờ tối. Đấy, bánh luộc càng lâu thì bắt đầu càng nhừ. Đấy, ui ui, khói nghi ngút chưa? Đấy, khói nghi ngút chưa? Wow, khói quá, rất là khói, rất là khói nha. Đó. Rất là khó này. À, không nhìn thấy bánh chưng đâu nữa. Đấy. Rất là ngon. Đây là mẹ mình. Bà chiều hôm qua bà gói bánh và sáng nay bà dậy từ 5 giờ sáng để luộc bánh nha. Đấy, đây là củi để làm bánh, để gói bánh, ăn luộc bánh nhá. Củi toàn củi xoan khô. Đấy, củi gói bánh chưng. Đấy, gói bánh chưng, ngon chưa? Hai nồi bánh. Đấy, nồi bánh chưng này. Tuyệt vời. Khói nghi ngút luôn. Ồ, lại đi ra. Đang trời rét 8-10 độ mới đi vặt táo để ăn này. Đấy. Trời rét nhỉ. Mưa rét ra lội ra vườn đấy, hái được táo. Ngon. À, ấy. Nồi bánh chưng ngon chưa? Anh à. Nấu một nồi không hết được. Cả bánh chưng dài và bánh chưng tròn nhá. Ngon. Đấy, luộc bánh chưng. Đây bánh chưng quê này, bánh chưng đón Tết dương lịch 2019. Có một để có một, mong muốn có một năm mới sức khỏe. Vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Mọi người xem video nhớ ấn và đăng ký để tiếp tục theo dõi các cái video khác của mình nhá. Xin cảm ơn mọi người. Chúc mọi người năm mới sức khỏe, gặp nhiều may mắn.